Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có phát biểu về ngân hàng Silicon Valley, SVB và hệ thống tài chính Mỹ ngày 13 tháng 3. Chào mừng bạn đến với ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ. Ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ cung cấp cho bạn những trải nghiệm tin tức audio tuyệt vời nhất. Với những giọng đọc truyền cảm của các biên tập viên, ứng dụng sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm nghe tin tức tuyệt vời nhất. Bạn yêu thích các thể loại tin khác nhau, không cần phải lo lắng. Chúng tôi cập nhật thường xuyên để bạn luôn nghe được những tin tức mới nhất. Không chỉ đón đầu các tin tức nóng hổi 24 giờ, ứng dụng luôn cập nhật những tin tức về thị trường tài chính bất động sản trong nước cũng như thế giới, cùng đầy đủ các danh mục khác nhau như thế giới, đời sống, văn hóa, sức khỏe, quân sự, thể thao, pháp luật. Ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ đang hoàn toàn miễn phí và có sẵn trên chợ ứng dụng Google Play. Đường dẫn tải ứng dụng trong phần mô tả video. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui. Trước đó, ông tuyên bố sẽ bắt những người liên quan tới vụ sụp đổ ngân hàng này chịu trách nhiệm đầy đủ. Chính phủ Mỹ đang tìm cách giải quyết vấn đề trong hệ thống ngân hàng, ngăn cuộc khủng hoảng lan rộng trong thị trường tài chính và đảm bảo quyền lợi của người dân, cả người gửi lẫn người nộp thuế. SVB được thành lập năm 1983 tại Santa Clara, bang California, Mỹ. Theo CNN, SVB nằm trong top 20 ngân hàng thương mại ở Mỹ. Tính tới hết năm 2022, tổng tài sản của SVB là trên 200 tỷ đô la Mỹ. Sau vụ sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley, Silicon Valley Bank, SVB, tới lượt ngân hàng Signature, Signature Bank, đóng cửa. Đây là vụ sụp đổ lớn thứ ba trong lịch sử ngành ngân hàng nước Mỹ. Signature là ngân hàng thương mại thành lập từ năm 2001, có trụ sở tại thành phố New York, Mỹ. Tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2022, Signature có tổng tài sản 110,4 tỷ đô la Mỹ và 88,6 tỷ đô la Mỹ tổng tiền gửi. Đây được xem là ngân hàng tiền ảo lớn nhất nhì tại Mỹ bên cạnh Silvergate, có thế mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp tiền mã hóa. Trước mắt, chính phủ Mỹ đang có chương trình hỗ trợ nhằm đảm bảo lợi ích của người gửi, trong khi không sử dụng ngân sách để cứu SVB. Theo đó, Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ, FDIC, sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho người gửi. Tuy vậy, giới hạn bảo hiểm chỉ là 250.000 đô la Mỹ, đồng nghĩa những người gửi nhiều tiền hơn sẽ gặp thiệt hại.